Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video này em xin gửi đến các bác một mẫu xe Merida Xtream 905, một mẫu xe đua được trang bị cấu hình full group Shimano Tiagra. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe cho các bác xem. Khung của chiếc xe thì là khung nhôm, nước sơn nguyên bản. Xe là chủ bên kia đi khá là ít nên là xe còn rất là mới. Nó chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng không thể tránh khỏi. Còn về tổng thể của chiếc xe thì các bác nhìn trên hình còn rất là mới, rất là đẹp. Tay lắc Tiagra, phanh 3 mảnh, vành gian Mayer gian, lốp Michelin. Trang bị full group Tiagra. Máy sau bi vòng cuối lỗ. Bây giờ sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 48 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Thì chiếc xe này phù hợp cho các bác từ khoảng 1m63-64 đến 1m73-74 đi là phù hợp. Nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 10 tầng lít, 2 tầng đĩa, có 20 tốc độ. Chuyển động của chiếc xe này rất là mượt mà, lên xuống êm ái. Chiếc xe này đang có giá bán rất là tốt bên em, chỉ có 10.800.000 và bao ship toàn quốc cho tất cả các bác nào chuyển hết tiền. Các bác quan tâm về chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943 để nhân viên bên em tư vấn hỗ trợ. Ngoài ra thì các bác ấn nút đăng ký cộng ấn với cả các bác ấn đăng ký với cả ấn chuông để theo dõi được những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.